Bạn thân của siêu sao Ronaldo chọn Messi hay nhất thế giới. Từng sát cánh cùng siêu sao Ronaldo trên sân cỏ, Beck Ba Tấc vẫn chọn Messi khi mô tả cầu thủ người Argentina là vĩ đại nhất trong buổi trả lời phỏng vấn với ESPN FC. Tôi nghĩ Messi là cầu thủ vĩ đại nhất. Ronaldo cũng tuyệt vời, nhưng Messi là mẫu cầu thủ tôi yêu thích. Anh ấy nhìn trận đấu rất rõ ràng. Messi có thể ghi bàn, kiến tạo, là cầu thủ toàn diện, là xuất sắc nhất mọi thời đại. Nếu bạn hỏi những người lớn tuổi hơn tôi, họ sẽ nói về Pele, Maradona, Puskas hoặc Di Stefano. Nhưng đối với thế hệ của tôi, đó là Messi hoặc Ronaldo. Cả hai gần như ngang tài ngang sức, nhưng có điều gì đó ở Messi khiến tôi luôn hô lên Messi, Messi, mỗi khi xem anh ấy thi đấu. Cựu tiền đạo của Manchester United cũng không quên khen ngợi tinh thần làm việc của siêu sao Ronaldo, nhấn mạnh lý do tại sao các cầu thủ trẻ lại muốn bắt chước tiền đạo người Bồ Đào Nha. Các cầu thủ trẻ cố gắng học hỏi những cầu thủ xuất sắc nhất như Ronaldo. Họ cố bắt chước kiểu tóc, quần áo, xe cộ và những kỹ thuật. Tôi thì cố gắng nhắc họ về việc Ronaldo đã tập luyện chăm chỉ như thế nào, không chỉ trong buổi tập mà cả sau đó. Anh ấy chỉ muốn trở thành người giỏi nhất, mọi thứ khác chỉ đến sau. Khi có những phẩm chất tốt nhất trên sân bóng, anh ấy có tất cả. Cựu huyền thoại của Manchester United, Dimitar Berbatov đã dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng đội cũ, siêu sao Ronaldo, nhưng vẫn chọn Messi là người giỏi nhất thế giới bóng đá. Với 5 quả bóng vàng, 4 chiếc giày vàng châu Âu, cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân và tập thể khác, siêu sao Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên bầu trời bóng đá. Anh gia nhập Quỷ Đỏ từ Sporting phiếu vào mùa hè năm 2003 với mức phí chuyển nhượng khoảng 12 triệu bảng Anh. Hiện khoác áo Al-Nass, Ronaldo từng chia sẻ phòng thay đồ với Beck Ba Tấc khi cầu thủ người Bulgaria chuyển đến từ Tottenham Hotspur vào năm 2008. Cả hai đã thi đấu cùng nhau trong 39 trận với tổng cộng 5 lần phối hợp ghi bàn. Nhớ về quãng thời gian thi đấu cùng siêu sao Ronaldo, Beck Ba Tấc chia sẻ trong một buổi phỏng vấn của The Telegraph, chúng tôi có một năm cùng nhau. Khi ấy, anh ấy bắt đầu phát triển vượt bậc. Ronaldo tập luyện như một con thú, luôn cố gắng hết sức để trở thành người giỏi nhất. Thật tuyệt khi được chứng kiến sự cống hiến của Ronaldo ở khoảng cách rất gần. Tôi nhớ anh ấy không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào. Sau khi giành một chiếc vô địch Champions League, 3 danh hiệu Premier League và một quả bóng vàng, anh gia nhập Real Madrid vào năm 2009. Tuy nhiên, ngôi sao Ronaldo đã trở lại Old Trafford vào năm 2021 và rời đi trong hoàn cảnh đầy tranh cãi vào mùa hè năm 2022. Tổng cộng, Ronaldo đã thi đấu 346 trận cho Manchester United, ghi 145 bàn thắng và có 64 pha kiến tạo. Khi Beck Ba Tấc thi đấu cùng Ronaldo trong quãng thời gian đầu của siêu sao Bồ Đào Nha tại Manchester United, ngôi sao người Bồ Đào Nha chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Mặc dù ca ngợi tinh thần làm việc chăm chỉ của siêu sao Ronaldo, tiền đạo người Bulgaria vẫn chọn Messi là cầu thủ vĩ đại nhất. Là bạn chung màu áo với chân sút Bồ Đào Nha, tiền đạo Dimitar Beck Ba Tấc cũng đưa ra quan điểm của mình về cuộc tranh luận kéo dài giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Theo đó, Ronaldo và Messi đã thiết lập một cuộc đua độc tôn chưa từng có trong lịch sử bóng đá, thống trị hầu hết các giải thưởng và kỷ lục cá nhân trong suốt thời kỳ đỉnh cao của họ. Cả hai đã giành tổng cộng 13 quả bóng vàng, với Messi 8 lần và Ronaldo 5 lần. Beck Ba Tấc chỉ có một lần đối đầu với Messi trong sự nghiệp, đó là tại chung kết UEFA Champions League mùa giải 2008-2009. Trong trận đấu đó, Barcelona đã vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 để trở thành nhà vô địch châu Âu.